chơi một con heo trên chiếc xe độ, anh em cứ quan tâm đến những thương hiệu quá nổi tiếng rồi như là Rambo hoặc là Fando hoặc là Cosato, mà chúng ta quên đi mất một cái thương hiệu heo mà trên chiếc xe Jin xe nào cũng có, đó chính là Nissin. Bởi vì sao? Bởi vì Nissin nó chỉ đặc biệt khi đó là những con heo ở trong MotoGP ra, đặc biệt là trên chiếc xe này thì con heo này là tháo trong giải Moto3 ra, đặt đằng trước nhưng thực sự nó là gắn ở phía sau, và giá trị của nó khoảng 45 triệu đồng. Chủ xe muốn có gì đó đặc biệt hơn, và ở Việt Nam mình nó là đếm trên đầu ngón tay đó anh em. Thiết kế của nó ở ngoài là billet và bên trong, đặc biệt là cái piston của nó sẽ là titanium, sau đó được phủ thêm một lớp vàng nữa để chịu nhiệt tốt và có thể xử lý các tình huống, được tính toán ra cua vào cua cho các tay đua làm sao để có độ ổn định nhất. Đó chính là cái hay của kỹ sư nhà Nissin. Cho nên nếu anh em muốn sự độc lạ thì anh em có thể quan tâm đến con heo này.